Không chỉ nghịch ngợm quá mức, thiếu tập trung chú ý, trẻ tăng động còn rất dễ hung hăng, nóng giận, cáu gắt vô cớ. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự hình thành tính cách và tương lai của trẻ. Bởi vậy, video này sẽ chia sẻ 12 mẹo hay giúp phụ huynh có thể dễ dàng đối phó với cơn nóng giận của trẻ tăng động giảm chú ý. Áp dụng phương pháp time out khi trẻ hay tức giận, ăn vạ và đòi hỏi vô lý. Phương pháp này được thực hiện theo 3 bước như sau. Bước 1. Giữ bình tĩnh, không tranh luận, không la mắng, không chấp nhận lời xin lỗi của trẻ và yêu cầu trẻ bước vào khu vực time out, một nơi yên tĩnh, không có sự can thiệp từ bất kỳ ai. Bước 2. Đặt đồng hồ thời gian phạt khoảng 1 đến 5 phút và yêu cầu trẻ tự suy nghĩ về hành vi của mình. Nếu con tự ý bỏ ra khỏi chỗ, hãy kiên quyết đặt con lại cho đến khi hết thời gian. Bước 3. Kết thúc time out, cha mẹ nên ngồi lại và nói chuyện với trẻ. Bạn có thể cùng bàn luận với con về các vấn đề, chẳng hạn như: tại sao con lại phải ở đây? Làm sao để con không phải ở đây lần nữa? Điều này giúp con giải tỏa được những khúc mắc thay vì la hét, tức giận, từ đó biết cách cư xử đúng mực hơn trong những trường hợp tương tự. Cha mẹ cần trao đổi trước về những điều có thể khiến trẻ thất vọng. Ví dụ, nếu gia đình muốn đi chơi xa, hãy nói với con trước về địa điểm đến, chi tiết những hoạt động, cảnh vật, sự vật và nói với con rằng nơi đó có thể sẽ rất tốt nhưng cũng có thể có những thứ không được như con nghĩ. Khi được nói trước, trẻ sẽ bớt bị kích động quá mức nếu địa điểm sắp tới không được như trẻ mong muốn. Cha mẹ cần cảm thông và thừa nhận sự thất vọng của trẻ. Hãy để cho con biết rằng bạn hiểu cảm giác và lý do tại sao con lại thất vọng. Nhưng bạn cần phân tích rõ để con tự nhận thấy hành vi của mình là không đúng. Bởi khi được cảm thông, trẻ sẽ dễ tiếp thu lời bạn nói hơn. Chẳng hạn, nếu trẻ cảm thấy thất vọng, tức giận khi không được mua đồ chơi, bạn có thể nói rằng: cha mẹ biết con thích món đồ chơi này, nhưng hôm nay con chưa ngoan nên cha mẹ sẽ không mua cho con. Hãy cố gắng để đạt được điểm 10 môn toán, cha mẹ sẽ tặng con vào lần sau. Luôn luôn dự phòng một phương án khác để đối phó với sự tức giận khó chịu của trẻ khi không đạt điều mong muốn. Chẳng hạn, trẻ rất muốn ăn sữa chua nhưng trong tủ lạnh không còn và cha mẹ cũng chưa đi mua được, thì hãy đưa cho trẻ những món sẵn có trong tủ lạnh để thay thế, như sữa tươi hay một món ăn mà con thích. Hãy dạy con cách đối phó với sự thất vọng. Cha mẹ không nên quá bao bọc con mà cần nói cho con biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng và diễn ra theo những gì con muốn. Vì vậy, con cần học cách để chấp nhận điều đó và sống lạc quan. Khuyến khích con nói ra những điều mong muốn hoặc cảm thấy khó chịu giúp hạn chế tối đa cơn nóng giận bực tức của con. Ví dụ, nếu bạn biết con muốn mua áo thể thao để tham gia giải bóng đá nhưng ngại không nói ra, bạn cần chủ động hỏi: con muốn chuẩn bị gì trước khi tham gia giải bóng đá không? Điều này cũng sẽ giúp con vui hơn khi được quan tâm. Hoặc hàng ngày bạn có thể đặt câu hỏi như: hôm nay ở trường con có chuyện gì vui hay buồn không? Hãy cố gắng lắng nghe thay vì giảng giải quá nhiều. Cha mẹ nên khen ngợi, tặng thưởng khi con có những hành vi đúng đắn. Ngay khi con có những hành vi đúng đắn, cha mẹ nên dành những lời khen ngợi như: con làm tốt lắm, cha mẹ rất tự hào về con. Hoặc dành tặng con những món quà nhỏ như cuốn sách, món ăn mà trẻ yêu thích. Điều này sẽ là nguồn động lực giúp con tiếp tục cố gắng làm tốt hơn. Một số chuyện nhỏ nếu trẻ làm sai, cha mẹ không nhất thiết phải phạt trẻ mà có thể nhẹ nhàng khuyên bảo để trẻ tự điều chỉnh hành vi của mình. Ví dụ như, do trẻ bước đi vội vàng mà bất cẩn làm đổ sữa, hãy nói với con rằng con nên đi chậm hơn bởi đi nhanh có thể khiến con bị ngã, đồng thời cùng con dọn dẹp mớ hỗn độn vừa tạo ra. Phụ huynh cùng giáo viên nên là những người hòa giải cho trẻ tăng động khi chơi với các bạn cùng lớp. Trẻ tăng động có thể tức giận, sử dụng bạo lực khiến bạn bè sợ hãi, không muốn chơi cùng. Do vậy, cha mẹ, thầy cô cần giúp trẻ hòa giải với bạn bè để hòa nhập tốt hơn. Khuyến khích trẻ tăng động giảm chú ý, tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời. Cha mẹ nên tạo điều kiện để trẻ tham gia các buổi dã ngoại của lớp, của trường hoặc đăng ký cho trẻ học võ, tập bơi nhằm giúp trẻ có cơ hội giao tiếp với bạn bè, suy nghĩ tích cực hơn, từ đó tránh có những hành vi tự làm tổn thương chính mình, sử dụng chất kích thích gây hủy hoại cơ thể. Sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm Egaruta mỗi ngày để giúp trẻ kiểm soát chứng tăng động hiệu quả và giảm bớt biểu hiện nóng giận vô cớ. Với sự kết hợp từ bộ đôi thảo dược Câu Đằng, An Tức Hương cùng các hoạt chất sinh học tự nhiên GABA, taurin, magie, cúm Egaruta có tác dụng trấn an tâm thần, ổn định hoạt động điện não, đồng thời hỗ trợ gia tăng nồng độ GABA nội sinh, một chất dẫn truyền thần kinh ức chế. Nhờ đó giúp trẻ điềm tĩnh hơn, bớt nghịch ngợm, hiếu động, kiểm soát tốt về hành vi, cảm xúc và tập trung hơn. Thực tế, đã có rất nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn sử dụng cúm Egaruta cho con và có hiệu quả tốt khi kết hợp với giáo dục hành vi đúng cách.
Đối phó với cơn nóng giận ở trẻ tăng động là một thử thách không nhỏ, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm đến cùng của các bậc phụ huynh. Nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn về cách nuôi dạy trẻ cũng như các phương pháp điều trị tăng động hiệu quả, hãy gọi điện cho chúng tôi hoặc liên hệ qua Zalo tới số 0971 024 304 để được tư vấn trực tiếp.